Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm dành cho xe 4 bánh và xe 3 bánh độ chế các loại và xe điện và xe xăng. Một cái video trước mình đã giới thiệu cho các bạn về cái bộ càng chữ A loại nhỏ và cỡ trung, có kích thước lắp cả bánh lên là 70 cm. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn một loại bộ càng chữ A lớn hơn. Bộ này có thể lắp cho những cái dòng xe từ 90 cm trở lên, chưa tính bánh. À, 90 cm là kích thước nhỏ nhất, còn các bạn có thể làm rộng ra bao nhiêu cũng được. Còn nếu đi theo cái bộ khung của nó thì nó là 90, và các bạn lắp bánh lên thì có thể lên đến 1 m. Và tùy từng loại bánh, bánh dày hay bánh mỏng khác nhau. Trong cái bộ video này mình tiếp tục giới thiệu đến một cái bộ càng chữ A rất là chất mà nó không có phanh. Bộ này mình làm là bộ không phanh với cái mong muốn là giảm chi phí đi cho người sử dụng. Các bạn trong video thì thường thường mình không nói đến giá thành. Nhưng các bạn có thể xem cái giá thành sản phẩm ở dưới phần mô tả video, phía dưới video của mình bao giờ cũng có báo giá từng món một. Ví dụ như các bạn mua 4 cái chữ A, hay là mua 2 cái máy ơ, hay là mua 2 cái giảm sóc hoặc là phụ kiện của nó, thì các bạn cứ xem dưới phần mô tả, hoặc là chi tiết hơn thì các bạn có thể comment rồi mình sẽ trả lời giá của từng mục một. Trước tiên là mình giới thiệu đến cái bộ càng chữ A. Thì cái dòng sản phẩm này nó rất là đầy đủ, từ cái tai treo. Đây cái tai treo để hàn vào khung. Cái dòng tai treo này thì là nó dùng cho tai treo khung tròn, tiếp tròn. Đấy, nó có cắt ngàm tròn đây rồi. Về các bạn hàn nó sẽ nhàn, rất là nhàn, rất là dễ hàn. Ngoài ra thì các bạn nếu mà làm khung hộp vuông thì các bạn nhắn cho mình thì mình sẽ chuyển cho các bạn một cái ngàm vuông. Đây là những cái tai vuông dành cho những cái khung xe mà mình làm bằng hộp vuông. Thì các bạn sẽ lấy cái tai này thì hàn nó sẽ dễ hơn. Đấy. Còn nếu như các bạn làm bằng hộp thì các bạn làm bằng tai ngàm tròn như thế này. Đấy, có hai lựa chọn đấy. Trước tiên là hai lựa chọn. Cái bộ càng chữ A này thì nó có cái ưu điểm của nó chính là cái dòng cái chữ A trên này, nó có cái thanh điều chỉnh. Khi các bạn lắp xe lên rồi thì cái độ trụm và độ nghiêng của bánh ấy thì có thể được điều chỉnh bằng cái con ốc này. Ví dụ bánh nó ngả ra hay ngả vào thì các bạn có thể dùng cái con ốc này để điều chỉnh, nó rất là cơ động. Và thằng này thì nó được bố trí bằng một cái bạc rất là bền. Các bạn có thể tưởng tượng ra nó giống như cái bạc càng của xe máy. Đây, nó đóng cái bạc ở trong này. Nó giống như cái bạc càng của xe máy. Rất là bền. Đây là cái bộ Meyer của nó. Meyer của nó thì không có phanh, nhưng mà các bạn về có thể độ phanh vào được, bởi vì trên bản thân cái Meyer này nó có những cái lỗ để bắt đĩa. Đây là 6 ốc. Đấy, đây là những cái lỗ đĩa phanh. Các bạn có thể về bắt đĩa vào. Và đây là cái hai cái tai này là tai giữ cụm phanh. Các bạn nếu như có phanh cũ hay là đĩa phanh cũ rồi thì có thể chế thêm cũng được. Đây là chính là phần Meyer. Meyer này là Meyer có 4 ốc. Đo theo đường vuông này là 7 cm, và đo theo đường chéo này là 10 cm. Cái Meyer này các bạn cũng có thể đổi sang loại Meyer khác, loại Meyer 3 ốc hay là loại Meyer 4 ốc.
hay là loại meyer chéo 7 vuông 11, chéo 11 vuông 7, chéo 11 vuông 8. Thì các bạn lưu ý thì mình sẽ thay đổi cho các bạn về cái đấy, cho nó phù hợp với cái bánh của các bạn đang có để tận dụng. Còn các bạn mua bên mình thì bên mình sẽ đưa đồng bộ cả bánh lẫn meyer sao cho nó phù hợp. Ngoài ra thì các bạn có nhu cầu mua cả phanh đĩa và cụm phanh đĩa thì bên mình cũng đều có cả. Đấy. Mình có rất nhiều loại bộ càng chữ A khác nhau. Các bạn lưu ý, nên khi các bạn mua cái bộ càng chữ A nào thì xin vui lòng gửi hình ảnh cái bạn đang mong muốn, tránh nhầm lẫn giữa người bán và người mua sẽ rất là tốn kém thời gian và chi phí vận chuyển. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Và tiếp theo đến đây là các cái dòng giảm sóc. Thì giảm sóc bên mình có rất nhiều loại. Ví dụ như cái giảm sóc nhỏ dành cho xe cá nhân, ví dụ như một người đi thì các bạn có thể dùng cái này. Cái này nó cũng có điều chỉnh lực. Đây, nó có thể đôn lên. Có những cái lớp này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, các bạn có thể tăng dần cái độ cứng lên. Nó cũng rất là cơ động. Đây, tiếp theo đến là một cái dòng này thì nó to hơn. Nó cũng tương đương với khoảng 28 phân. Đấy, dòng này thì nó to hơn một chút. Mấy cái dòng giảm sóc này thì giá thành cũng khá là rẻ thôi. Và đây là một cái dòng này là dòng cao cấp hơn, là dòng giảm sóc hai lò xo. Dòng này thì nó đắt hơn một đôi như thế này. Tiếp đến là cái giảm sóc cứng. Giảm sóc này thì phù hợp với làm những cái dòng xe 4 chỗ. 4 chỗ các bạn nhé, chứ 2 chỗ là cứng không nhún được đâu. Đấy. Nó cũng rất là chắc chắn. Cái lò xo của nó là lò xo phi 12. Rất là to. Và giảm sóc này nó khoảng 25 cm. Còn cái này là nó là 28 cm. Hai lò xo loại này là cứng tương đương, loại này thì có thể làm với những cái dòng xe 2-3 chỗ ngồi. Và cái lòng xo này thì có thể làm cho dòng xe 2 chỗ ngồi. Cái giảm sóc này thì có thể làm cho những cái dòng xe 1-2 chỗ ngồi loại nhỏ. Các bạn lưu ý thì chọn cái loại giảm sóc nó phù hợp. Giá thành thì nó sẽ tăng dần theo cái độ to nhỏ của cái giảm sóc. Thì các bạn cần loại giảm sóc theo thứ tự 1, 2, 3, 4 từ nhỏ đến lớn thì các bạn có thể đánh dấu hoặc là comment ở dưới mình sẽ báo giá. Cái phần giảm sóc này thì nó rất là nhiều mẫu và nó thay đổi theo thời gian. Cho nên các bạn có thể thông cảm khi mà nó sẽ không còn những cái mẫu này nữa thì bên mình sẽ đưa những cái mẫu tương đương. Chứ không phải là cứ quảng cáo như thế này rồi đến lúc đưa loại khác thì các bạn đều cho là không đúng hàng, mà nó chỉ là thay đổi về mẫu mã và thời gian nó sẽ thay đổi mẫu giảm sóc khác nhau, hoặc các bạn có thể tận dụng những cái giảm sóc này thì nó sẽ có những cái phụ kiện đi kèm theo luôn. Các bạn lưu ý, nếu như đặt hàng thì lưu ý phần phụ kiện. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu các bạn đến cái bộ khung của cái càng này. Đấy, mình sẽ lắp ráp lên một cái bộ khung để các bạn xem. Đây là chi tiết bộ càng chữ A sau khi đã được lắp ráp. Cái phần hướng dẫn lắp ráp thì hôm trước mình lắp ráp bộ khung nhỏ rồi, thì hôm nay mình sẽ không hướng dẫn lại nữa. Các bạn có thể mô phỏng theo bộ khung này và tự hàn lấy cũng được. Bên mình sẽ cung cấp kích thước và các cái vị trí hàn sao cho hợp lý cho các bạn dễ làm theo cái bộ khung tiêu chuẩn này.
Thì các bạn mua bộ càng chữ A thì các bạn có thể hỏi về mình về các cái kích thước mình sẽ cung cấp cho các bạn. Còn nếu như các bạn không muốn hàn thì các bạn nào có thể mua sẵn bộ khung này, và cái kích thước thì được tính từ bên má bên này qua má bên kia là 90 cm các bạn nhé. Cái loại này thì có thể sử dụng hệ thống lái bằng vô lăng hoặc là bằng tay lái thì bên mình đều có. Lái bằng vô lăng thì các bạn cũng bạn nào cũng biết rồi, mình không giới thiệu nữa. Còn lái bằng ghi đông thì mình có một cái bộ riêng dành cho lái bằng ghi đông tay lái. Cái bộ này chính là bộ lái bằng tay lái đây các bạn nhé. Đây. Đây là phần kẹp ghi đông, kẹp tay lái này. Các bạn vặn chặt nó lại là tay lái mình kẹp vào đây. Và phần dưới đây là phần rằng, hai cái lỗ này. Các bạn bắt một cây rotin từ cái này qua cái đầu này. Đấy. Và bắt một cây rotin này qua cái đầu này. Thì khi các bạn đánh lái thì cái phần này nó sẽ bẻ qua bẻ lại như thế này và nó kéo theo cái hệ thống bánh của mình quay theo. Mọi cái chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video mình mới ra và những cái phần hướng dẫn lắp đặt. Các bạn xem hết thì có thể làm một cái ô tô rất là đơn giản. Trong video mình giới thiệu sản phẩm nhưng bao gồm bao giờ cũng kèm theo những cái kinh nghiệm làm xe và cái cách lắp đặt để các bạn làm cho xe đỡ bỡ ngỡ, các cái nguyên lý hoạt động nữa.